Anh xin chào ông bà cô chú anh chị bạn. Giờ anh đến trường tiểu học chứ trường trung học Ngọc Trúc thuộc huyện Dòng Riềng, trung học cơ sở Ngọc Trúc. Thì hôm nay thì Hạnh lại trường đang thay mặt cho chú Đức ở Sài Gòn có gửi tiền cho Hạnh là đóng tiền bảo hiểm cho 15 bé có hoàn cảnh khó khăn chưa có được đóng tiền bảo hiểm. Hạnh mời ông bà cô chú anh chị bạn cùng Hạnh vào trường đang tìm hiểu xem từng gia cảnh của từng bé. Thì hôm nay là lần thứ ba thì Hạnh lại trường đóng tiền bảo hiểm. À, 15 học sinh ở trường trung học chứ tiểu học Ngọc Trúc á, lại cũng đầy đủ rồi. Giờ Hạnh sẽ đọc tên của mấy bé rồi Hạnh sẽ phát tiền bảo hiểm cho thầy cô và thầy cô sẽ lên danh sách đâu cho để cho các bé thì được 5 bạn nữ với 10 bạn nam thì Hạnh sẽ đọc Đinh Thị Khánh My lớp 11, Danh Hoàng lớp 12, Thị Kim Tuyền lớp 12, Thị Hồng Điệp lớp 14, Danh Nhật Quyền lớp 14, Danh Thân lớp 14, Danh Đức Huy lớp 22, Thị Bé Trang lớp 22, Trần Thị Thúy Anh lớp 32, Danh Thị Phi Nhi lớp 32, Danh Lộc lớp 32, Nguyễn Gia Khánh lớp 43, Phạm Nguyễn Thành Đạt lớp 51, Nguyễn Thành Đạt lớp 54, Quỳnh Hoàng Như Ý lớp 82. Là những bé này là có hoàn cảnh khó khăn á, sống với ông bà với gia đình thì không có đất canh tác rồi cha mẹ thì đi làm thuê, hiện tại thì không có tiền bảo hiểm á. Hôm trước thì Hạnh đăng lên thì được chú Đức ở Sài Gòn hỗ trợ là 15 em đóng tiền bảo hiểm cho tất cả 15 em. Giờ Hạnh cũng thay mặt cho những 15 bé học sinh có hoàn cảnh khó khăn cảm ơn chú Đức ở Sài Gòn rất nhiều. Hạnh xin chúc chú có thật nhiều sức khỏe, gia đình chú thì luôn hạnh phúc, công việc lúc nào cũng thuận lợi và thành công. Tiền bảo hiểm của một bé thì 584.000, tổng cho 15 bé thì Hạnh nhân ra là được 8.760.000. Thì gửi cho thầy nhé, thầy đứng lại giùm em là 8.760.000. Rồi các con được đóng tiền bảo hiểm, các con có vui không? Vui ha. Là năm học là hết sợ rồi ha. Rồi các con nói cảm ơn cho chú Đức ở Sài Gòn đi. Nói coi, 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn chú Đức. Rồi cô cũng chúc các con chăm ngoan học giỏi ha, gắng học nha con. Rồi, năm mới đạt thành tích tốt luôn. Rồi thầy có lời gì muốn nói với chú Đức ở Sài Gòn không? Dạ, thì cũng thay mặt ban giám hiệu trường xin chân thành cảm ơn anh Đức ở Sài Gòn đã quan tâm hỗ trợ các em học sinh khó khăn của trường nhận được 15 sức bảo hiểm y tế ngày hôm nay. Thì nhà trường cũng rất là mong các bạn phụ huynh gần xa sẽ luôn đồng hành cùng với nhà trường trong việc chăm lo cũng như là quan tâm đến những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường cũng như là nhà trường. Cuối cùng xin thay mặt ban giám hiệu nhà trường xin chân thành cảm ơn chú Đức như đoàn bên UCB với thầy Đường Tây đã xuống đây hỗ trợ trực tiếp trong ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn thầy. Rồi cảm ơn thầy luôn, chúc thầy nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Rồi cái này là danh sách của các bé là thầy giữ ha, rồi nữa thầy đưa cái phiếu giùm cho các bé. Dạ. Rồi giờ Hạnh cũng thay mặt cho chú Đức gửi tiền bảo hiểm cho 15 bé rồi có hoàn cảnh khó khăn. Hạnh cũng rất là cảm ơn chú rất nhiều đã đồng hành với Hạnh, đang giúp cho những bé ở quê Hạnh có hoàn cảnh khó khăn được cất bước đến trường á. Thì Hạnh chúc gia đình chú có thật nhiều sức khỏe. Hạnh cũng xin chúc cho toàn thể các thầy cô giáo cùng với tất cả các em học sinh ở trường trung học với tiểu học sức khỏe được dồi dào, thì gia đình thì luôn hạnh phúc, công việc lúc nào cũng thuận lợi và thành công. Rồi giờ video của Hạnh đến đây kết thúc. Hạnh cảm ơn ông bà, cô chú, chị các bạn trong thời gian qua đã luôn yêu thương, ủng hộ kênh Đất Hạnh Miền Tây. Hạnh xin chúc ông bà, cô chú, chị các bạn có thật nhiều sức khỏe, gia đình thì luôn hạnh phúc, công việc lúc nào cũng thuận lợi và thành công, tốt đẹp. Xin chào, hẹn gặp lại, chào các con. Chào. Rồi, cô chúc các con nhiều sức khỏe nghe. Rồi, vô lớp học đi, gái học giỏi nghe. Dạ, cảm ơn cô đi. Rồi giờ này trường này đông quá luôn rồi nữa. Cần 2.000 rồi về với thầy. Rồi rồi cảm ơn. Tiếp tục đồng hành cùng với tháo gỡ khó khăn tiếp nhà trường.
của xã.